nó chị trực tiếp, chị làm việc theo nhóm. À, Thảo Mộc em, cả hai được không? À, sử dụng máy móc. Thực ra nó là nếu mà mình cảm ơn khách hàng á thì mình tốt nhất là dùng thư viết tay, còn nếu mà làm việc thì chị dùng email. À, chị sẽ phát cải tiến sản phẩm hiện có để lên tốt hơn. Báo giấy, báo điện tử là cả hai được không? Thank you.